lại giở trò cáo mượn oai hùm để xuyên tạc về nhân quyền ở Việt Nam. Mới đây, RFA đã giở trò cáo mượn oai hùm, đưa ra cái gọi là báo cáo kết quả thường niên quốc gia năm 2022, trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc với những thông tin sai lệch, nhận định thiếu khách quan về việc bảo đảm quyền con người tại Việt Nam. Báo cáo dẫn dắt việc xử lý một số đối tượng hoạt động tuyên truyền chống nhà nước hoặc lợi dụng quyền tự do dân chủ, một số nhà hoạt động môi trường về tội trốn thuế là trả thù báo cáo vi phạm nhân quyền lên Liên Hợp Quốc. Bất bình về trò cáo mượn oai hùm này của RFA, bạn đọc Dương Chính Quốc nêu quan điểm phản đối. Thứ nhất, Việt Nam không có luật nào được định nghĩa mơ hồ hay tùy tiện. Pháp luật Việt Nam đã và đang dần hoàn thiện, tiếp thu nhiều công ước, điều ước quốc tế về quyền con người, luôn đảm bảo công bằng và nghiêm minh. Tất cả các luật, đạo luật, văn bản, giới luật của Việt Nam đều được thông qua theo quy trình chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch và có tính ràng buộc cao. Không một tổ chức cá nhân nào có thể đứng trên pháp luật, kể cả Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng viên của mình. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Ví dụ như tội trốn thuế tại Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định rõ ràng, cụ thể về hành vi phạm tội và các dấu hiệu, định khung hình phạt và mức phạt. Việt Nam có những quy định hết sức chặt chẽ liên quan đến thuế, coi trọng các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm trốn thuế. Công dân Việt Nam, các nhà đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài đều chấp hành nghiêm luật thuế của Việt Nam. Chính vì vậy, làm gì có chuyện luật thuế ở Việt Nam vốn phức tạp và mơ hồ như RFA bịa đặt. Thứ hai, một số tổ chức xã hội dân sự của Việt Nam không hợp tác với các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc, không phải do sợ bị chính quyền Hà Nội đàn áp, bắt giữ tùy tiện, mà không đủ tư cách để hợp tác với các tổ chức nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tổ chức xã hội dân sự phải đóng vai trò xây dựng cộng đồng, trợ giúp nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo thực thi dân chủ, nhân quyền, góp phần tích cực vào thúc đẩy dân chủ hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế. Thế nhưng, các tổ chức xã hội dân sự mà RFA cổ suý chẳng có đóng góp gì cho nhân dân, đất nước mà lại còn chạy theo lợi ích kinh tế, trốn thuế, vi phạm pháp luật, gây phương hại đến an ninh quốc gia. Cụ thể, các đối tượng chống phá vi phạm pháp luật mà RFA nhắc đến đó là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để lôi kéo, tập hợp tín đồ, nhằm gieo rắc tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai tự trị, âm mưu tập hợp lực lượng, tiến tới gây rối, biểu tình, bạo loạn. Mục đích cuối cùng là để thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng ở Tây Nguyên. Hay, Phạm Thị Đoan Trang là kẻ lợi dụng vỏ bọc hoạt động bảo vệ nhân quyền, thực chất là kẻ viết thuê, làm mướn cho các tổ chức phản động, viết tài liệu xuyên tạc, bịa đặt chống phá nhà nước Việt Nam. Còn một số trường hợp mang danh hoạt động vì môi trường như Hoàng Thị Minh Hồng hay Đặng Đình Bách hay việc bắt giữ Ngô Thị Tố Nhiên không hề liên quan gì đến hoạt động môi trường hay nhân quyền. Đây là một vụ án hình sự thuần túy vi phạm luật thuế của Việt Nam. Thứ ba, không thể phủ nhận những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực bảo đảm quyền con người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Một trong những sự ghi nhận đó là Việt Nam nhận được tín nhiệm cao và lần thứ hai trúng cử trở thành một trong 14 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu rất cao. Điều đó không chỉ khẳng định niềm tin của các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, mà còn cho thấy sự coi trọng của bạn bè quốc tế đối với vị thế, uy tín của Việt Nam trong các hoạt động thúc đẩy bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu. Không một cơ chế hay vài cá nhân đơn lẻ nào có thể phủ quyết được sự ghi nhận này. Cuối cùng, thực tế cho thấy các tổ chức núp bóng tên gọi xã hội dân sự tạo ra con đường để hình thành các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam một cách công khai, hợp pháp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang bóp méo, biến tướng vấn đề về xã hội dân sự. Coi việc hình thành các tổ chức xã hội dân sự là bước đầu để tập hợp lực lượng, sản sinh ra các tổ chức chính trị đối lập với Đảng Cộng sản ngay trong lòng đất nước. Từ đó, hòng đưa Việt Nam đi theo con đường đa nguyên đa đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam với nhà nước và xã hội, được thể hiện rất rõ ràng trong Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Đây là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm nhằm đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế, cổ suý hậu thuẫn hỗ trợ cho số đối tượng chống đối, phá hoại công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.